Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 306, Thân Mật Tưởng Thị đứng dậy chào nàng ra về. Chốc lát sau Chu Thập Cửu đã bước vào. Quất Hồng đang hầu hạ lâm di sỏ đôi giấy màu bắc vải thiêu hoa văn chìm, bảo người mang áo lông trồn bạc tới. Chu Thập Cửu đi vào nhà, vung tay ra hiệu cho hồ đào đang cầm áo lông trồn hồ đào củi đầu mang áo lui ra ngoài nàng không cần ra ngoài đó đâu lâm di ngẩng đầu chu thập cửu vẫn tỏ ra thoải mái chàng bước lại gần kéo tay lâm di vừa rồi có công sai ở đây đại ca đột một qua đời thuận thiên phủ và tông nhân phủ đều phải tới kiểm tra thực hư sự tình ngộ tác đã vào phủ hết thảy mọi chuyện đều sẽ thực hiện theo pháp luật đại chu chúng ta có qua đó cũng không xen tay vào được Lâm Di ngẩng lên, nói, quận vương gia đã qua xem rồi. Lão phu nhân đậu, giọng chu thập cửu không cao không thấp, cực kỳ nhẹ nhàng, quan phủ cần phải kiểm tra thực hư. Thím đã bị mời về bên viên thứ ba, ta đã sai quản sự niêm phong tiền viện lại, trước khi quan phủ tra xét xong, không ai được tùy tiện đi vào, đợi khi mọi việc đã hoàn thành bọn thu dọn hết ra, bên chỗ thím đã có nhị ca lo. Nói đoạn, lại dừng một chút, mọi chuyện ta đều đã sắp xếp xong xuôi, nàng cứ yên tâm đi. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng chỉ ngồi trong phòng nghe tin tức truyền về mà thôi. Lâm Di cầm tách trà táo lên uống, thật crom ngờ Chu Nguyễn Cảnh và Trân Thị lại rơi vào kết cục như vậy. Chu Thập Cửu vào phòng trong thay bộ áo dài màu trắng, trở về ngồi bên cạnh Lâm Di, hỏi thăm tình hình đứa nhỏ, thế nào? Có quậy nàng lắm không? Lâm Di lắc đầu, ngoan lắm. Chu Thập Cửu cẩn thận đặt tay lên bụng Lâm Di, cũng sắp được 5 tháng rồi, sao còn chưa lớn mấy nhỉ? Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nàng nhớ rõ ràng khi đó Lâm Huyền cũng mang thai, nàng lại vẫn chẳng hề lộ bụng là mấy. Khi thay y phục chỉ cảm thấy bụng hơi lớn chút mà thôi, lớn một chút mà, vào đông mặc nhiều áo nên không nhìn ra, Mama nói thêm một tháng nữa sẽ càng rõ ràng hơn. Chu thập cửu mim cười buông tay, lâm di sai hạ nhân bầy cơm mọi thứ nhanh chóng được bày lên bàn cơm bên phòng phía Tây. Lâm Di nhìn thấy có quá nửa là đồ ngọt, hai người cùng nhau ăn mấy miếng. Lâm Di phát hiện Chu Thập Cửu ăn đồ ngọt cũng không ít hơn nàng, chưa biết chừng đứa nhỏ trong bụng này giống phụ thân nó. Ăn cơm xong, Chu Thập Cửu vào phòng trong xem công văn theo thói quen, nàng ngồi trên tháp mềm đọc sách. Bên sân Tam Tiền Viện có tin truyền tới, Chu Lão Phu Nhân bệnh nặng, thân ma ma sai người đi mời lang chung lần này chu lão phu nhân ốm thật thân ma ma sốt ruột đến độ như kiến bò trong chảo nóng ngoài chuyện bệnh tình của lão phu nhân bà ta còn sợ quan phủ tới tìm mình chu thập cửu và lâm di rửa mặt mũi xong bèn lên giường nằm lâm di hỏi chuyện chu nguyễn cảnh vậy tiếp sau đó định cảm thế nào chu thập cửu nói chuyện xảy ra trong nhà ta ta đã viết tấu chương dâng lên hai công sai cũng đã trình bày tỉ mỹ chuyện xảy ra khi đó quản sự tiền viện có mặt khi đó cũng đã bị mời tới nha môn ta bảo hắn có gì cứ nói hết chu nguyễn cảnh nói thân ma ma giết chu di nương chuyện này tuy sẽ không chính thức tra xét tiếp nhưng thân ma ma làm việc cho ai thì tất cả mọi người đều đã biết rõ dù chu lão phu nhân không rơi vào vòng lao lý thì ngày sau cũng đừng nghĩ đến chuyện lộ diện trước mặt mọi người nữa đây là kết cục mà chu lão phu nhân chuẩn bị cho nàng hiện mọi việc xoay chuyển tất cả tại rơi tên người bà ta chu lão phu nhân tang chồng lại tang con ở trong nhà cháu trừng phạt này vĩnh viễn không thể thay đổi nếu chu lão phu nhân sẽ nhân cơ hội trở lại tổ trạch vì như vậy chỉ ít bên người bà ta còn có chu nguyên quý chăm sóc nhưng nếu thế chẳng khác nào chu lão phu nhân phải thừa nhận mọi việc của chu nguyễn cảnh đều do một tay bà ta sắp xếp điều quan trọng nhất là nếu lần này đi rồi thì không thể quay về được nữa chu lão phu nhân sẽ không cam lòng nhất định còn tìm cách phản đòn Lâm Di đang suy tư, Chu Thập Cửu bỗng nhiên vươn tay vào trong áo lót của nàng, hai người đã lâu không thân mật, hơi thở ấm áp của Chu Thập Cửu phà lên gò má nàng, mùi hương thanh mát trên người khiến nàng không tự chủ được, tim đập nhanh hơn, Lâm Di quay đầu, nụ hôn của Chu Thập Cửu rơi xuống, hai người đều hơi chần chừ, những ngày này, vì mang thai nên làm gì cũng phải thật cẩn thận, tuy hai người vẫn ngủ cùng giường, mỗi đêm Chu Thập Cửu đều ôm nàng ngủ nhưng chàng chỉ dám nắm tay nàng cùng nàng trò chuyện chu thập cừu tỏ vẻ bình thản không quá để tâm thực tế lại rất lưu ý đến thân thể nàng mấy ngày nay tình hình của nàng dân tốt lên chàng vẫn cứ đợi nàng ngủ rồi bản thân mới chìm vào giấc ngủ đầu lưỡi chu thập cừu nhẹ nhàng cuốn lấy môi nàng ban đầu chỉ là nhẹ nhàng hôn lên môi đầu lưỡi chạm nhẹ vài cái dần dần đôi môi trở nên mềm mại ngọt ngào hơn hơi thở cũng nhịp nhàng hòa cùng một nhịp. Trong màn tràn đầy mùi hương thân thể, cứ như vậy sẽ không thể khống chế được nữa. Chu thập cửu ấn mạnh hơn một chút, nghiêng người hơn một chút, để nụ hôn đi sâu hơn. Cái lưỡi mang theo hương thơm nhẹ nhẹ của nàng đã bị chàng cuốn vào trong miệng, mốt nhẹ nhẹ. Lâm Di cảm nhận được bàn tay chu thập cửu đang cởi áo lót của nàng ra. Món tay thon dài như chờ không kịp mà vội vàng vuốt ve nơi mềm mại trước ngực nàng, hơi thở của chàng dân nặng nề, phả vào lỗ tai nàng khiến nó đỏ lượng lên. Đã mấy tháng không thử, khiến chàng không kiên trì được như trước, cả người đều căng ra chờ đợi, nóng rực như một mùi lửa hừng hực cháy, khiến thân thể nàng cũng bị đốt nóng theo. Chu thập cửu kéo y phục trên người ra, nắm tay lâm di kéo đến bên dưới thắt lưng chàng, dưới ánh đèn, mắt chàng đặc biệt sáng, đôi mắt dài nhỏ hơi nheo lại, khuôn mặt dịu dàng, tinh tế lại chuyên chú. Lâm Di vô thức vươn tay vuốt dọc theo căm rồi trượt xuống cổ, chậm rãi vuốt bờ vai chàng. Chu thập cửu thuận thế cởi áo ra, tay cũng xoa nhẹ lên đùi Lâm Di, nâng chân nàng lên, vòng bên hông mình. Lâm Di có thể cảm nhận được thứ nóng rực của chu thập cửu dán lên bắp đùi nàng. Chàng hôn lên môi nàng, món tay ve vuốt bên thái dương nàng. Nếu là bình thường hẳn đã kiên định tiến thẳng vào, nhưng lúc này cuối cùng lại hóa thành một nụ cười thật nhẹ bên khóe môi. Chu thập cửu chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở, vật nóng bỏng vẫn còn đang run rẩy trên thân thể nàng, tư thái không chịu lùi bước, đứng thẳng kiên định, khiến chàng chẳng thể làm gì, ánh mắt thay đổi vài lần, cuối cùng kéo tay nàng, chỉ dẫn nàng nằm lấy nó. Chu thập cửu cúi xuống, ghé sát bên tay nàng, nhẹ nhàng nói, Nguyễn Nguyên giúp ta một chút, hay để ta tự. Nàng xem, chàng nắm tay nàng khẽ động mấy cái, hơi thở nhẹ nhẹ chàng hơi ngừa đầu, khẽ khép mi lại, hàng mi dài tạo thành bóng quạt dưới mắt. Nàng di chuyển tay theo động tác của chàng, qua một hồi lâu, hơi thở chàng vẫn chưa bình thường trở lại, vật nóng rực càng lúc càng lớn lên trong tay nàng. Cơ thể chu thập cửu cao lớn uy vũ, không dễ xong chuyện như vậy, đây là điều nàng không thể rõ hơn. Ngoại trừ đêm tân hôn, lâm di đỏ ủng cả mặt, nhìn chu thập cửu, làm sao bây giờ? Không được rồi. Vẻ mặt xấu hổ của nàng khiến lòng chàng thoáng động, chàng vươn tay dịu dàng vuốt ve gò má nàng. Không được, ta còn. Hơn nữa, chúng ta đang thủ hiếu, nàng khép đôi chân thon lại, kẹp chàng giữa hai chân, gương mặt kiểu diễm quyến rũ. Để cho ta sập, chu thập cửu thấp giọng bảo, kéo vạt áo nàng ra, xem có phải đã khác trước rồi không. Lâm gì khép hờ đôi mắt, quần áo trên người bị lột hết, nằm giữa giường là thân thể xinh đẹp của nàng. Tay chu thập cửu rơi xuống bụng lâm di, lớn hơn trước một chút, vừa nói, chàng vừa đưa tay vuốt ngược lên ngực lâm di, chỗ này cũng lớn hơn. Lâm di đỏ mặt, vươn tay kéo chăn che. Vẻ mặt chu thập cửu trở nên dịu dàng, chàng kéo lâm di vào lòng, đắp chăn lên cho nàng. Còn chưa mặc quần áo đâu, lâm di thỏ tay kéo y phục vào, lại bị chu thập cửu kéo ra, cứ ngủ như vậy cho thoải mái, nói đoạn, còn chọt nhẹ bụng nàng, đứa nhỏ cũng thoải mái. Lâm Di cười nhìn về phía Chu Thập Cửu, rõ ràng là mình muốn như vậy lại cứ để cho con trẻ thích nên mới thế. Chu Thập Cửu ôm Lâm Di, hai người vừa nói chuyện vừa chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, trên đầu Lâm Di có thêm một dây tua, là hình một con ngân mãng tết bằng sợi tơ màu bạc, gắn trên búi tóc trông rất đẹp mét. Chuyện của Chu Nguyễn Cảnh đã tra xét xong, hai người công sai đó bị cách chức, lễ tang của Chu Nguyễn Cảnh chỉ làm qua loa, sau khi hạ táng Chu Nguyễn Cảnh, Chu Nguyễn Quý tới đón Chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân không chịu trở về, cử ầm ĩ qua qua lại lại như thế, thoáng cây đã tới đêm 30. Ngày cuối năm, mọi người đốt pháo, tụ tập chung một chỗ cùng ăn bữa cơm tất niên, Chu lão phu nhân nằm trên giường sưởi không thể nhúc nhích. Lễ mừng năm mới ở Phủ Khang quận Vương trôi qua không quá náo nhiệt, Lâm Di lại cảm thấy rất ấm áp, ngồi cùng chu thập cửu nghe tiếng đốt trúc xanh bên ngoài vọng vào, trên bàn chất đầy các loại đồ ngọt, các đĩa trái cây, ngoài cử là tiếng cười vui vẻ của đám nha đầu. Lâm Di và chu thập cửu chia tiền thưởng năm mới cho mọi người, sau đó đóng kín cửa lại, hai người đan mười ngón tay, ngồi dựa vào nhau nói chuyện, chu thập cửu vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khỏe mắt Lâm Di. Lâm Di cúi đầu cười, trước đó vài ngày còn nói nhị tổ có vết ban rồi, ta nay cũng bắt đầu có, son phấn cũng không che đi được. Nàng thích đẹp, đợi khi nào về phủ Quảng Bình Hầu, ta giúp nàng dặm phấn, nhất định sẽ khiến nàng đẹp không khác gì ngày lại mặt. Những lời dịu dàng đường mật của Chu Thập Cửu khiến Lâm Di cười rộ lên. Hai người tự sát nói chuyện. Chu Thập Cửu lại nói, trong nhà không náo nhiệt lắm, đợi đến sang năm sẽ khác chu thập cửu ám chỉ đến đứa nhỏ. Chàng nghiêm trang bé ngón tay, nếu mỗi năm Nguyễn Nguyên đều sinh cho ta thêm một đứa con trai, rất nhanh chúng ta sẽ thấy cái nhà này quá nhỏ. Mỗi năm sinh một, thì dù một người phụ nữ có năng suất cao nhất, cả đời cũng chỉ có thể sinh 12, 13 đứa mà thôi. Lầm gì nói, nếu sinh con gái, quận vương gia không thích sao? Thế, chu thập cửu nói không cần suy nghĩ, chỉ sợ nó rông nắng, ta không làm thế nghiêm nghị được. Chu Thập Cửu luôn nói rất dễ nghe, làm người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Lâm Di đang cười, bỗng nhiên khựng lại. Chu Thập Cửu cẩn thận ôm nàng, hỏi, sao thế? Lâm Di tại mỉm cười, hình như có động tĩnh, nhưng lại như không có, ta cũng không phân biệt được. Chu Thập Cửu hiểu ra, khom lưng bể Lâm Di tên thắp mềm, hai người càng lặng chờ, nhưng Lâm Di tại không cảm nhận được động tĩnh nào nữa nào có ai mới được vài tháng đã động đầu, thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió. Chu thập cửu vươn tay đặt lên bụng Lâm Di, nghiêm túc chờ đợi, Lâm Di nhìn gương mặt ôn nhu tao nhã của Chu thập cửu, bỗng nhiên cảm thấy nếu có thể buông khúc mắc trong lòng, cứ thể hưởng thụ năm tháng tĩnh lặng, có lẽ chính là mong ước của nàng. chương 307, Trăng Tròn Ánh đèn dưới hành lang lờ mờ hắt vào, Lâm Di quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, Gương mặt Chu Thập Cửu thật đẹp, giường nét rõ ràng sắc cạnh, mũi thẳng, đôi môi mỏng luôn hơi nhếch lên thành một cười nhạt, tháo quan tóc ra, thác tóc dài đen nhánh đổ xuống sườn mặt, trông có vẻ hơi biếng nhác. Nhìn dáng vẻ anh tuấn vô hại, nhưng khi hành động lại cực thẳng tay tàn độc, không chừa cho người một con đường sống, nàng đã biết đến mặt âu yếm yêu thương của chàng, nhưng cũng từng bất hạnh gặp phải mặt lạnh lùng của chàng, hẳn là rất hiểm có đôi vợ chồng nào như bọn họ kiếp trước chết trong tay chàng, kiếp này lại chung chặn chung gối, trong bụng còn mang cốt nhục của chàng. Bà tử đến gõ cửa, Lâm Di đứng dậy, lại bị Chu Thập Cửu kéo vào trong lòng một lần nữa, dậy sớm thì làm gì? Biết rõ rồi còn cổ ý hỏi như vậy, Lâm Di cảm thấy rất buồn cười, bởi phận của chàng cao, lát nữa văn bởi trong ton thất sẽ đến chúc Tết đầy. Lúc này Chu Thập Cửu mới mở đôi mắt trong veo, nhìn Lâm Di rồi cười rộ lên, chẳng biết từ khi nào, ta cũng đã già như vậy rồi nhỉ. Gần đây Chu Thập Cửu cứ luôn nói như vậy, phảng phất như thì bọn họ đã là cặp vợ chồng già thành thân mấy chục năm. Mỗi lần bị Chu Thập Cửu nhìn chằm chằm như thế, trong một chớp mắt, nàng lại có loại cảm giác biển rộng hóa nương dâu. Không biết có phải do nàng đang mang thai cho nên trở nên đặc biệt mẫn cảm hay không nhưng gần đây trong những ngọt ngào hàng ngày nàng luôn thấy thoang thoảng buồn rầu như thể trăng tròn đã là cực hạn, sau đó sẽ từ từ khuyết đi. Lâm Di và Chu Thập Cửu đứng dậy, Bạch Thược gọi người vào hầu phạ họ rửa mặt chải đầu, bày biện bàn ăn, ăn sáng xong, Lâm Di và Chu Thập Cửu đến thỉnh an Chu Lão Phu Nhân. Chu Lão Phu Nhân không thể ngồi dậy nổi, chỉ nằm yên sau bức màn dày nặng mà đáp lời. Toàn bộ tam tiền viện này đều như thể đang bị che chắn lại, hết sức âm u, không có lấy một tia vui sướng hân hoan lọt vào phòng chính bày biện ghế ngồi, con cháu trong tổn thất đến chúc Tết. Lâm Di đã chuẩn bị sẵn phong bao mừng tuổi phát cho bọn họ, bạn bè thân thích trong phủ nối nhau vào, nữ quyến tụ tập cười nói với Lâm Di, không ai nhắc đến lão phu nhân. Mọi người như thế đã quên mất vị trường bối này, điều đáng sợ nhất đối với nữ nhân là danh tiếng bị ô uế, nàng như vậy, chân thị và chu lão phu nhân cũng là như vậy. Ở điểm này, mọi người đều bình đẳng. Lát sau, nhị thái thái quách thị cũng đến chúc Tết. Chu Nguyễn quý cử ấp úng nhìn Chu Thập Cửu, như thể muốn nói lại không dám nói, chỉ một chốc đã toát mồ hôi. Thật ra ngoại trừ có thói xấu là ăn chơi chắc táng thì tâm tình Chu Nguyễn quý vẫn rất tốt, chỉ có điều nhu nhược không thể làm chủ mọi việc trong nhà, mọi chuyện đều phải nghe theo người bên cạnh. Lần này hiển nhiên là Quách Thị Bảo hẳn tới thương lượng về chuyện của lão phu nhân. Lâm Di quay đầu nhìn Chu Thập Cửu đang vui vẻ tươi cười, lúc này Chu Thập Cửu mới nhìn Chu Nguyễn Quý, bình thản hỏi, "Nhị ca có chuyện gì thế?" Chu Nguyễn Quý nhìn về phía Quách thị, sau đó nói, "Cũng không có gì, chúng ta thương lượng với nhau, muốn đón mẫu thân về bên kia. Nơi ở cũ của mẫu thân, chúng ta đã dọn dẹp xong, cũng đã sắp xếp các hạ nhân từng phục vụ đầu vào đấy rồi." Ngột kép. Chu Thập Cửu thoáng suy tư, thím nói sao? Chu Nguyễn Quý lắc đầu, mẫu thân không nói gì, ta đành phải đến thương lượng với quận vương gia. Chu Nguyễn Quý và Quách thị biết rõ Chu lão phu nhân không chịu đi, hiện tại trước mặt Chu thập Cửu nói thẳng ra những lời này, chính là muốn làm rõ trước, ngày sau nếu Chu lão phu nhân lại gây ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến bọn họ. Có lẽ Chu Nguyễn Quý không có tâm tư khác, nhưng Quách thì chắc chắn có tính toán riêng. Trong chuyện này, từ đầu đến cuối người được lợi lớn nhất chính là quách thị toàn bộ nhà tổ hiện đều do quách thị quản lý vợ chồng chu nguyễn cảnh chết hết rồi gia tài cũng đều rơi vào tay quách thị chu lão phu nhân không chịu đi bọn họ cũng không thể trục xuất chu lão phu nhân khỏi phù nhưng thật ra đối với lâm di chu lão phu nhân có ở trong phủ khang quận vương này hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt lớn đối với nàng buổi tối tổ chức gia yến uống rượu mừng năm mới Chu Nguyễn Quý và Quách Thị đi trễ nhất, gần đây trong nhà có không ít chuyện, Chu Nguyễn Quý khó tránh khỏi tích tụ trong lòng, uống vài chén rượu liền quần lấy Chu Thập Cửu nói, không ngờ được phụ thân lại đi sớm như vậy, cả đại ca cũng. Cứ thế chẳng còn được gặp lại. Quách Thị nghe thấy những lời này lập tức sốt ruột, sợ Chu Nguyễn Quý nói ra điều gì quá đáng, đang định tiến đến ngăn cản lại bị Lâm Di kéo về, bọn họ không thường gặp nhau, cứ để họ thoải mái trò chuyện đi chúng ta vào phòng trong. Chu Nguyễn Quỷ thổ lộ những lời thật lòng, Chu Thập Cửu chưa chắc đã không xúc động. Hai người bọn họ là huynh đệ cùng lớn lên bên nhau, nếu Chu Thập Cửu đúng là con của Thúc Phụ thì họ chính là huynh đệ ruột thịt rồi. Quách Thị hơi ngượng ngùng, nói Chu Nguyễn Quý, lão gia nhà chúng ta không giống quận vương gia, không uống được rượu, bằng không sẽ có chuyện đấy. Lâm Di cười nói, đang ở trong nhà mình, sợ cái gì chứ? hai chị em dâu vào phòng trong lâm di sai quất hồng kê thêm ghế con mặt trên phủ nhung lông dê sau đó đặt thêm chiếc đệm màu nhạt vừa tầm để người ta đặt chân quách thị bảo người đỡ nằm xuống thở một hơi thật dài lâm di nhìn về phía bụng quách thị nhị tầu còn hơn một tháng nữa là sinh rồi đi quách thị gật đầu sắp rồi mấy ngày nay bụng nặng ghê lắm mỗi ngày đều cảm giác nó lớn lên chút nhắc tới đó quách thị cầm khăn tay che miệng cười vài tháng nữa quận vương phi cũng sẽ biết càng về sau đứa nhỏ càng nghịch ngợm cứ như nóng ruột muốn chạy ra ngoài ngắm thế giới này vậy hai người nói đến con trẻ bầu không khí trong phòng cũng dễ chịu hơn nhiều quách thị nói đợi khi nào ta sinh xong sẽ nghĩ cách đón toàn ca sang bên đó nói đoạn vẻ mặt lại thoáng áy náy đều tại thân thể ta không được tốt mới khiến quận vương phi vất vả quách thị làm gì cũng rất chú trọng bề ngoài làm người ta không tìm ra được chỗ không ổn, biết chu lão phu nhân không thể giao toàn ca cho nàng, quách thị mới dám đưa ra ý đón toàn ca về bên đó. Đã như vậy, nàng cũng không cần giả vờ giả vịt từ chối nữa, đã từng có chuyện với chu Nguyễn Cảnh và chân thị như vậy, toàn ca ở bên cạnh này cũng sẽ không thoải mái, bất kể nàng dụng tâm dạy dỗ toàn ca thể nào, trong lòng toàn ca vẫn khó tránh khỏi có khúc mắc. Nếu ở cùng một chỗ, đôi bên đều không có lợi chi bằng để Quách Thị làm thay. Quách Thị được toàn bộ gia sản sẽ không bạc đãi toàn ca, vậy phải nhờ nhị tẩu vất vả rồi. Nào có gì, Quách Thị cười nói, đều là việc ta nên làm. Qua chừng một canh giờ, tiền ma ma ở phía trước hầu hạ Chu Thập Cửu và Chu Nguyễn Quy mới vào nói, đã chuẩn bị xe ngựa ngoài cửa rồi à. Quách Thị viện nha hoàn đứng lên, chào từ biệt Lâm Di. Tiễn Quách Thị về. Lâm Di tựa lưng vào chiếc gối bọc gấm xanh ngọc thiêu tường vi, lật dở một cuốn sách, ngọn đèn mờ nhạt tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Cùng mama đến nói, nhị lão gia uống say, ói ra đây người quận vương gia, còn ôm quận vương gia khóc to, nhị thái thái đã về trước, còn nhị lão gia hẳn là đã ngủ lại ngoài đó rồi. Giữa hai huynh đệ có rất nhiều điều muốn nói mà người khác không biết được, lão thái gia vừa đi, hai người liền trở thành kẻ không cha. Lâm Di nói, bảo người chuẩn bị trà giải rượu đưa đến đó đi. Cùng Mama thưa vâng. Một canh giờ sau, Chu Thập Cửu vẫn chưa về. Cùng Mama nói, vẫn còn đang nói chuyện. Nhị lão già lôi hết cả chuyện khi còn bé ra kể lề. Chu Thập Cửu chịu nghe lời Chu Nguyễn Quý nói đúng là đã đánh trúng tâm khảm Chu Thập Cửu. Lâm Di bảo, Mama cho người qua hầu hạ. Nếu quận vương gia hỏi tới thì bảo ta đã ngủ rồi, để quận vương gia yên tâm. Không biết qua bao lâu, Lâm Di mới nghe được tiếng thay đồ sột soạt, bên người thoảng tới mùi xà phòng tắm thơm ngát, Lâm Di mở mắt, thầy Chu Thập Cửu. Làm nàng thức giấc à, Chu Thập Cửu vươn tay ôm Lâm Di vào lòng. Lâm Di lắc đầu, nhị lão ra ngủ rồi, Chu Thập Cửu gật đầu, ngủ rồi. Không biết hai huynh đệ này nói những chuyện gì mà lâu như vậy. Nói đến những chuyện khi còn bé, Chu Thập Cửu khe khẽ bảo, khi ấy mấy huynh đệ cùng chung thầy học văn học võ nhị ca luôn lén mang theo sâu bướm gì đó vào nhà chơi có một lần bị thúc phụ bắt được đánh cho một trận sau đó nhị ca đã có kinh nghiệm bèn mua ống trúc thả sâu bọ vào bên trong lặng lẽ chơi thúc phụ không bắt được lần nào nữa nhị ca còn đắc ý ghế lãm thật ra hiện tại mới hiểu được thúc phụ biết hẳn không có thiên phú đọc sách nên mới buông tay mặc kệ trái lại thúc vụ chọn vị tiên sinh có võ công tốt nhất cho Chu Thập Cửu là bởi Chu Thập Cửu giỏi văn giỏi võ, nếu không chăm lo bồi dưỡng, sợ sẽ khiến tiền đồ bị trì hoãn. Cho nên thật ra ban đầu thúc phụ đối xử với mấy huynh đệ đều như nhau, đây chính là điểm khiến Chu lão phu nhân cử mãi canh cánh trong lòng. Hai người nằm nghiêng, ôm lấy nhau, Lâm Di lắng nghe tiếng trái tim Chu Thập Cửu đập, sau này bảo nhị ca chịu khó qua lại nhưng quận vương gia đừng có cho nhị ca uống nhiều quá. Dù nhị thái thái quách thị có hơi quá khôn khéo lanh lợi thì chu Nguyễn Quý cũng là nhị ca của chu Thập Cửu. chu Lão Phu Nhân không tốt với chu Thập Cửu nhưng chu Nguyễn Quý lại không có nhiều tính toán. chu Thập Cửu củi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp và dịu dàng của Lâm Di, thân thể gầy mảnh như vậy, còn đang mang thai, lại cứ kiên trì canh giữ bên giường thúc phụ cũng là vì sợ chàng không thể kịp về từ biệt thúc phụ phút lâm trung hiện giờ nhắc tới chu nguyễn quý cũng là vì bọn họ là huynh đệ từ trước chàng chỉ có một mình chỉ cần nghĩ đến mình mà không cần bận tâm người ngoài bởi cũng chỉ có chàng mới nghĩ cho mình nhưng hiện tại đã khác rồi bên cạnh đã có một người vì chàng mà suy tư chu thập cửu vòng tay ôm chặt hơn trong phòng thật yên tĩnh yên tĩnh đến mức khiến nàng an lòng chớp mắt đã qua 15 tháng riêng, văn võ bá quan vào chiều, đến mùng 2 tháng 2 liền coi như qua năm mới, hoàng thượng cũng bắt đầu bận rộn, các công môn càng bỏ hết không khí hân hoan đầu năm, nhị vương gia liên tiếp được nâng lên, ngũ vương gia thì cứ du rú trong nhà, hoàng thượng lại liên tục ở lại cảnh nhân cung của hoàng hậu, phe thục phi càng thêm bất an. Chuyện người trong tổn thất ép dần bán ruộng đất lại bị nhắc tới, ngự sử nhắc đến hoàng tộc tiền triều di chuyển đến kinh đô thứ hai hoặc là khi đến khu hoàng lăng xây doanh thủ mộ tổn thất đại chu khá đông cũng nên có một bộ luật thích hợp để bố trí sắp xếp cho tổn thất bên phía tôn thất lập tức bùng nổ phủ khang quận vương cũng liên tiếp có nữ quyền đến khóc lóc kể lể rằng ngày nay cuộc sống của tôn thất gian nan cỡ nào ngự sử chỉ biết lấy chuyện di rời và thủ lãng để nói sao không nói đến chuyện trước đó còn có tôn thất được phong vương sẽ được truyền tới đất phong của mình. Những tổn thất có tổ tông được phong thường đất đai mượn dịp này đến tố khổ, đều là con cháu chu thị, vì sao có tranh lệch lớn đến vậy? Lâm Di cảm thấy nghe nhiều đến nỗi lỗ tai sắp bọc kén đến nơi thì Chu Thập Cửu mang về một tin tốt, tìm được Trương Phong Tử rồi. Lâm Di đặt quyển sách trên tay xuống, người đã vào kinh chưa? Chu Thập Cửu ngồi xuống, Đặt tay lên cái bụng đã nhô cao của Lâm Di, vào kinh rồi, nay đang được bố trí nghỉ ở thôn trang ngoài thành. Bấy câu này vận mãi không tìm được Trương Phong tử, bọn họ đều cho rằng 8 phần 10 hắn đã nhiễm bệnh bằng không đã sớm vào kinh. Bị thương, khó khăn lắm mới dưỡng thương tốt, trước đó mấy ngày, bên nhiệt hà kia cha rất nghiêm, may nhờ dịp này Triều Đình Khao Quân, quân đóng trú bên nhiệt hà tổ chức chúc mừng, chúng ta mới tranh thủ tìm được người. Nghe Chu Thập Cửu nói như vậy, chuyện này có rất nhiều vấn đề, Lâm Di nhìn về phía Chu Thập Cửu, chẳng lẽ dịch bệnh cần trước là giả? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 308, Dưỡng bệnh. Chỉ khi dịch bệnh là giả mới có thể khiến tình hình bên nhiệt hà trở nên căng thẳng. Báo giá dịch bệnh với triều đình là tội khi quân, huống chi còn vì vậy mà có người chết. Lâm Di nghĩ tới mà lòng phát lạnh công bố dịch bệnh đã khiến nhiệt hà chết rất nhiều người, đó là chưa kể đến còn có binh sĩ đóng quân. Chu Thập Cửu nói, Đồng Tham Lĩnh còn nhờ vậy mà được triều đình khen thương. Không có dịch bệnh thì làm sao dịch bệnh có thể lan tới kinh thành, lúc trước nàng chỉ loáng thoáng cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, nhưng không nghĩ rằng lại là sự thật. Cho dù Trương Phong Tử làm rõ, nhưng dựa vào lời nói của một mình hắn cũng không thể vạch trần chân tướng, Hoàng thượng sẽ tin một đại quan nhị phẩm hay là một tên điên bị trục xuất? Thế nên hiện tại có thể giữ được tính mạng của trương phong tử đã là không dễ. Hôm nay bận bịu cả ngày, lâm di cảm thấy hơi mệt. Quất hồng bưng nước rửa chân bước vào, chu thập cửu cười đưa tay thử độ ẩm của nước, ngụy từng nói không thể quá nóng. Bây giờ chu thập cửu chuyện gì cũng quản, về đến nhà liền tự tay chăm sóc nàng. Mấy ngày đầu bạch thược vẫn chưa thích ứng. Vậy mà mấy ngày nay cũng bắt đầu lười biếng, đã chạy mất tâm mất tích từ lâu. Chu thập cửu ôm lâm di khẽ nói, bên ngoài đóng băng rồi, nàng bớt ra ngoài đi, ta không yên tâm về cái bụng to của nàng. Là cùng mama nói chuyện hôm nay nàng đó ến vườn hoa cho chu thập cửu biết. Ta thật sự cảm thấy rất ngột ngạt, ở trong phòng cả ngày ra ngoài hít thở một chút cũng thoải mái. Vậy thì chờ ta về đi cùng nàng, chu thập cửu kéo tay lâm di. Lâm Di bật cười, vậy không giống ta tự đi à? Có gì khác đâu? Khác, Chu Thập Cửu mỉm cười bình tĩnh nhìn Lâm Di, đôi mắt trong trẻo. Ta cõng Nguyễn Nguyên ra ngoài. Nguyễn Nguyên muốn đi đâu thì ta cõng nàng đến đó. Nói rồi, chàng đưa tay lướt qua thái dương của Lâm Di, nụ cười trên mỗi cảng sâu hơn. Nguyễn Nguyên có chịu không? Nhìn ánh mắt của Chu Thập Cửu, Lâm Di cảm thấy lòng ấm áp. Chàng không cũng nổi đâu. Chu Thập Cửu cười ôm Lâm Di đặt lên đùi, chỉ cần nàng để ta cõng, cho dù thế nào ta cũng cũng được. Tương lai con cháu vây quanh, ta cũng phải cho bọn nó xem, bảo bọn nó tương lai cũng phải như vậy. Vẻ mặt Chu Thập Cửu nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, cứ như nhất định phải khiến nàng đồng ý. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, "Được, ít hầu Chu Thập Cửu khẽ động, chàng kéo tay Lâm Di, "Được, chúng ta đã quyết định rồi đấy." đã tìm được trương phong tử tảng đá trong lòng lâm di cũng rơi xuống thấy nụ cười trên mặt nhân ngữ thu lâm di cũng vui thay mặc dù chu lão thái thái không về nhà tổ nhưng cũng ở trong tam tiền viện càng ngày miến việc lễ nghi cho nàng chuyện bếp núc trong phủ cũng đã đi vào quỹ đạo nàng cũng càng ngày càng tốn ít tinh thần và sức lực không biết có phải do đã nhiều tháng hay không đứa bé vốn cực kỳ ngoan ngoãn trở nên nghịch ngợm hua tay múa chân trong bụng không có ngày nào yên tĩnh. Ban đầu nàng và Chu Thập Cửu còn mừng rỡ, nhưng sau khi bị đứa bé đánh thức mấy đêm, nàng cũng hơi không chịu nổi. Chu Thập Cửu bộn bề công việc, tuy nhiên đêm nào cũng nói chuyện với nàng và đứa bé trong bụng, dần dần không biết là đứa bé đã quen hay nàng quen, mỗi ngày đều phải nghe giọng Chu Thập Cửu mới có thể ngủ. Vào tháng 2, nhị thái thái Quách Thị và Lâm Huyền cách ngày lần lượt truyền ra. Lâm Huyền sinh con gái Nửa ngày sau tin tức mới tới phủ khang quận vương, Trần Quốc công gia chỉ bày bữa tiệc nhỏ, Trần Đại Thái Thái Đồng Thị nghe vậy thì khóc lóc, chỉ còn chờ đầy tháng để thăm Lâm Nguyên. Bên phủ khang quận vương, chu lão Thái Thái quỳ trước bàn thờ Phật niệm Phật, hy vọng nhị Thái Thái Quách Thị có thể sinh con trai, ai ngờ Quách Thị sinh một ngày một đêm cũng không thể truyền ra tin tốt. chu Nguyễn Quý cực kỳ sốt ruột, đi cầu xin chu thập cừu mời nữ quan trọng cung giúp. Thái y viện phái nữ quan đến hỗ trợ, chịu đựng thêm một ngày một đêm, hôm sau nhị thái thái Quách thị sinh ra một đứa bé trai. Chu lão thái thái nghe thấy tin này, cuối cùng trên gương mặt tiều tụy gầy gò cũng đã có nét cười. Lâm Di bảo người tặng quà, Chu lão thái thái cũng bảo người đỡ lên xe ngựa đi xem Quách thị và đứa bé. Bà tử đi tặng quà trở về bẩm báo sinh động như thật, nhị gia trông giống nhị lão gia, chỉ là đầu nhỏ, khóc như mèo con cùng mama bên cạnh nhìn với vẻ oán trách, trẻ con chính là như vậy. Nghe người bên cạnh nói vậy, Lâm Di càng chờ mong đứa bé trong bụng chào đời hơn, không biết lớn lên sẽ giống ai, trong ấn tượng của nàng chỉ là gương mặt thanh tú của bát muối do mẫu thân sinh ra. Cùng mama cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ hơn ba tháng nữa thì quận Vương Phi cũng sinh rồi. Lâm Di lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, Chu thập cửu trở về hai người chỉ nói chuyện về đứa bé, rất ít nhắc tới chính sự, huống chi gần đây Lâm Di đặt tất cả tinh thần sức lực vào đứa bé và việc bếp núc nên khi phủ Quảng Bình hầu truyền tới vài tin tức chính trị, Lâm Di cảm thấy hơi kinh ngạc. Tiểu Tiêu thị nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Di thì khẽ gật mình, vội vàng đổi chủ đề, lúc này nhất định phải cẩn thận, cho dù đi tại mỗi ngày cũng phải có người dìu mới được. Lâm Di đón ánh mắt của Tiểu Tiêu thị Mẫu thân nói phụ thân không vào chiều là sao? Tiểu tiêu thị hơi khó xử, rất nhiều chính sự phụ thân con đều không nói. Có lẽ là chính kiến không hợp với rất nhiều quan viên trong chiều. Phụ thân con dâng tấu xin ở nhà dưỡng bệnh, hoàng thượng đã phê chuẩn. Việc này chu thập cửu không nói với nàng. Dáng vẻ tiểu tiêu thị hơi phiền muộn, ta tưởng con biết, nếu không đã không nói rồi. Chuyện như vậy dâu diếm cũng không gạt được, phụ thân mang bệnh ở nhà, sao con có thể không biết? Tiểu tiêu thịt hở dài, lão thái thái nói như vậy cũng tốt, miễn cho ở nhà co lắng hãi hùng theo, dù sao còn có tước vị, không bằng cứ vậy bình an mà sống. Những lời này của tổ mẫu với những lời chu thập cửu nói lúc trước không hẹn mà giống nhau. Lâm Di nhìn tiểu tiêu thị, sao phụ thân tại nói thế? Lồng mày tiểu tiêu thị cau lại, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, tính tình phụ thân con bướng binh, ta nghĩ mấy ngày nữa nghĩ thông là tốt rồi. Thấy tiểu tiêu thị cố ý che giấu, hẳn chuyện này có liên quan với chu thập cửu. Lâm Di thử hỏi dò, có phải chính kiến của phụ thân không hợp với quận vương gia không? Tiểu tiêu thị cười nói, từ trước đến nay quận vương gia đều ủng hộ lão gia, chắc là không phải. Nói vậy cũng chỉ để nàng yên tâm mà thôi, Lâm Di cầm nước uống, tổ mẫu khỏe chứ à? Con luôn muốn về, nhưng bụng to nên không tiện di chuyển. Tiểu tiêu thị vội hỏi, không được, con cứ ăn ổn mà chờ sinh, theo ta thấy phụ thân con ở nhà cũng là chuyện tốt, nhờ vậy mà ta cũng có thể ngủ yên, con cũng bớt nhọc lòng. chương 309, nhà mẹ đẻ. Tiểu tiêu thị nói rất nhẹ nhàng, không biết phụ thân có thể buông xuống hay không. Từ Phúc Ninh đến Kinh Thành, quan viên địa phương đến khoa đảo, nếu không phải coi trọng lý tưởng, phụ thân đã không nhiều lần mạo hiểm liều chết khuyên can, lâm di nói tổ mẫu thường nói muốn hỏi tộc chẳng bằng nhân cơ hội này để phụ nhân về huyện tam hà an tâm dưỡng bệnh ta cũng nghĩ như vậy nhưng lão thái thái không yên lòng về con cho dù muốn đi cũng phải chờ con sinh xong lâm di vốn chỉ thăm dò không ngờ rằng tiểu tiêu thị lại bày tỏ suy nghĩ như vậy lâm di đặt tay lên bụng nàng muốn cùng tiêu thị trở về trên người lại không thể động đậy cả mấy ngày ăn tết nàng cũng không thể về nhà mẹ đẻ từ khi mang thai thỉnh thoảng nàng luôn cảm thấy vàng đầu hoa mắt nhìn thứ gì cũng mơ hồ như có một lớp sương mù vì vậy mọi chuyện nàng đều làm theo lời dặn của nhân ngữ thu tiên sinh và ngày không dám làm càn nghĩ tới đây lâm di kéo tay tiểu tiêu thị con muốn phụ thân đến thăm con mẫu thân nói xem có được hay không tiểu tiêu thị do dự không quyết định được để ta về hỏi lão thái thái một tiếng xem xem có được hay không Cả nhà muốn đến thăm con gái đã xuất ra đúng là không dễ dàng. Lâm Di nói, năm nay nhà chúng ta vẫn chưa cùng ăn một bữa cơm đấy. Tiểu tiêu thị nhìn thấy dáng vẻ năn nỉ của Lâm Dị, cũng động còng, năm nay con không ở nhà, cứ cảm thấy không náo nhiệt. Hai người nhìn nhau cười, tiểu tiêu thị ngồi xuống bên cạnh Lâm Di, hỏi, đứa bé sao rồi? Có thích cửa quậy hay không? Thích, nhất là cúc nàng ăn đồ ngọt, đứa bé trong bụng cũng cực kỳ hoạt bát nàng xem như là đứa bé tỏ ra yêu thích. Tiểu tiêu thị tại nhắc tới chuyện bà đỡ, có thường xuyên vào phủ sờ bụng cho con hay không? Lâm Di gật đầu, sau này có thể sẽ thường xuyên hơn. Tiểu tiêu thị cập tức tỏ ra nghiêm túc, đây không phải việc nhỏ, nhất định không được chủ quan. Lâm Di nghĩ rằng tiểu tiêu thị sợ nàng sẽ khó sinh giống như tiêu thị. Tục ngữ nói dưa chín rụng cuống, chỉ cần nghĩ tới câu này, Lâm Di đã cảm thấy an tâm. Lâm Uyển, nhị thái thái quách thị đều sinh con thuận lợi, chắc nàng cũng sẽ không có việc gì. Tiểu tiêu thị vô cùng chờ mong nhìn Lâm Di, phải sinh một đứa bé trai mới tốt. Buổi tối chu thập cửu về nhà, Lâm Di đang dựa vào sạp mềm sao chép hoa văn, đều là hoa văn mới mà tưởng thị đưa đến, có vài kết quả thực rất đẹp, thay đổi một chút là khác nhau. Chu thập cửu thay quần áo, sưởi ấm tay trong lồng hôn rồi mới lên giường, nhìn thấy trên bàn nhỏ bày các loại thức ăn, chu thập cửu hỏi mẫu thân tới à? Lâm Di không gạt chu thập cửu, có tới, còn nói chuyện phụ thân ở nhà tĩnh dưỡng. Hôm qua đã muốn nói với nàng, ai ngờ đào mắt nàng đã ngủ mất. Chu thập cửu ôm Lâm Di, lúc trước ta và nàng đã nhắc tới, ta cảm thấy nhạc phụ vẫn nên tránh đi thì hơn. Từ khi Hoàng thượng bệnh nặng thì ngự sử đã đề cập việc lập thái tử, cộng thêm chuyện huyết thư lần trước hoàng thượng đã bất mãn với khoa đạo. Lâm Di không đáp lời Chu Thập Cửu, ngược lại nói, thiếp muốn mời tổ mẫu, phụ thân tới đây một chuyện, lễ mừng năm mới cũng không thể ngồi với nhau. Cũng không khó, Chu Thập Cửu cũng tự nhiên mà tránh chính sự, đến xem thẩm nương, trưởng bối và trưởng bối gặp mặt, trong nhà bày một bữa tiệc nhỏ cũng bình thường. Lâm Di dặn quất hồng bày cơm. Gần đây khẩu vị của nàng càng ngày càng tốt, nhất định phải làm cá mỗi ngày nếu không giống như ăn không đủ no cũng may nàng không câu nể vì vậy mới không làm khó nữ đầu bếp ăn ngon ngủ ngon đứa bé lớn lên cực kỳ nhanh độ của nàng lúc trước đã không mặc vừa nữa cũng may trong nhà có sẵn thợ may làm bốn năm chiếc áo choàng lớn bên kia lâm huyền đã đầy tháng lâm di kêu người tặng quà qua mấy người lâm kiều cũng qua xem đứa bé từ phủ trấn quốc công bước ra lâm kiều và lâm phương liền quẹo sang phủ khang quận vương thăm lâm di lâm di đang để quất hồng hầu hạ mang giày sưởi màu xanh lá mà thiêu hoa văn hồ điệp lâm kiều và lâm phương đã vào phòng lâm kiều ngồi xuống nhìn lâm di cẩn thận cuối cùng cũng mập bụng cũng lớn nhìn tư thái của ngươi mấy tháng trước đâu hề giống dáng vẻ có thai lâm phương nhìn vào khỏe mắt lốm đốm tàn nhang của lâm di rồi rời mắt nhìn về phía eo nàng sau đó bất giác thẳng lưng lên Lâm Di cảm thấy buồn cười, Lâm Phương đang cảm thấy nàng vừa béo vừa xấu nên thầm đắc ý. Nếu bản về tư thái và dung mạo, Lâm Phương luôn muốn cao hơn tất cả mọi người một bậc. Lâm Kiều thấp giọng nói, ta thấy khẩu vị của ngươi hào ngọt, nhất định sẽ sinh con trai. Lâm Phương ngồi chốc lát rồi các từ, cả Lâm Kiều cũng không đợi. Lâm Kiều nhắc tới Lâm Phương, đúng là mê muội, cho dù ở đâu cũng phải về Phật Châu, ăn cơm cũng ăn kiêng không ngồi cùng bàn với bọn ta, ngược lại tới chỗ mấy trường bối ăn chay niệm Phật, phải biết bên bàn đó nhiều quả phụ, không biết có bao nhiêu người âm thầm cười, nhưng vì hiện tại Thái Hậu nương nương tin Phật nên mọi người không dám nói rõ mà thôi. Lâm gì cũng biết, hình như bây giờ Lâm Phương thật sự tin Phật. Lâm Kiều nhìn về phía bụng Lâm Di, hỏi câu mà gần đây mọi người đều thích hỏi, có cửa quậy nhiều không? Tất cả mọi người đều cảm thấy cửa quậy nhiều là con trai, ít là con gái. Lâm Di và Lâm Kiều nhìn nhau cười rộ lên. Lâm Phương trở về nhà họ Lâm, tới chỗ Lâm Đại Thái Thái thỉnh an trước. Lâm Đại Thái Thái nhìn Lâm Phương ăn vận cực kỳ thanh tú, hài lòng mở miệng. Sao rồi? Có gặp được người thân nào không? Lâm Phương nói, đều đi cả, dì Mẫu chúc phúc cho đứa bé, dù sao cũng phải tỏ vẻ. Nói xong, nàng ta dùng một lát, con dâu còn đến phủ khang quận vương đây mới là điều Lâm Đại Thái Thái muốn nghe nhất. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện, hạ nhân tiến vào nói, đại gia về rồi à. Lâm Chính Thanh vào phòng. Hôm nay về sớm, không cần trực à. Lâm Chính Thanh lên tiếng đáp, Lâm Phương quay đầu nhìn sang. Lâm Chính Thanh đi vài bước rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng ta. Lòng Lâm Phương lập tức nóng lên, trên mặt không thể giấu nổi nụ cười. Lâm Đại Thái Thái không tỏ vẻ gì, hỏi Lâm Phương tiếp, phủ khang quận vương thế nào lâm phương lắc đầu bụng của lâm di lớn hơn chỉ biết là dưỡng thai há miệng ngậm miệng đều nhắc tới đứa bé thoạt nhìn không còn khôn khéo như trước nữa bây giờ trong phủ cũng do nàng ta làm chủ chu lão phu nhân bị bệnh không chịu gặp ai có lẽ nàng ta muốn gió được gió muốn mua được mưa lời lòng thì chưa chắc con thấy nàng ta không có tính toán gì chuyện nhà mẹ đẻ cũng không muốn nhúng tay vào dù sao đã gả cho người lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó chắc bây giờ trong lòng chẳng có ai bằng khang quận vương lâm đại thái thái cảm thấy hơi bất ngờ lâm di luôn rất bảo vệ nhà mẹ đẻ chẳng lẽ nàng ta lại không biết không có nhà mẹ đẻ để dựa vào tương lai trụ ở phủ khang quận vương cũng khó ư nói xong mặt bà ta biến sắc lại cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên nàng ta đang một lòng muốn sinh con trai như vậy thì không ai có thể giao động vị trí chính thất của nàng ta lâm đại thái thái bưng trà lên uống hồi lâu sau nhìn về phía lâm chính thanh lỡ như nhị vương gia thật sự được lập làm thái tử đến lúc đó chẳng phải phù quảng bình hầu lại chờ mình à lâm chính thanh mỉm cười mẫu thân không hiểu chính sự hoàng thượng đưa nhị vương gia làm con thừa tự của hoàng hậu nương nương lại chậm chạp không thấy chiếu thư lập thái tử là tại sao hoàng thượng vẫn còn đang suy nghĩ đừng bảo nhị vương gia không phải con trai trưởng chân chính cho dù phải không phải triều đại nào cũng lập đích. Người hoàng thượng thật sự thích vẫn là ngũ vương gia, người được sủng ái vẫn là huệ phi, thuộc phi nương nương. Vì vậy hiện tại vẫn chưa thể phân thắng bại. Rời khỏi phòng lâm đại thái thái, lâm chính thanh và lâm phương trở về phòng ngồi xuống. Lâm phương cười dịu dàng nhìn trượng phu, ma ma bên cạnh thiếp nói, lâm di thật sự mang thai con gái, cơ thể lâm di vừa tệ vừa nặng, trên mặt toàn là tàn nhang, cẩn thận dưỡng thì sao để xem qua mấy tháng nữa nàng ta còn cười được không." Lâm Chính Thanh nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Phương, Lâm Phương không kìm lòng được xoay mặt đi, "Phu quân cảm thấy thiếp nói không đúng à?" "Đúng," Lâm Chính Thanh cười thân thiết, "Nàng nói gì cũng đúng." Lâm Phương cười lạnh bảo, "Để coi tới lúc đó nàng ta còn làm quận vương phi được hay không." Như vậy là tốt nhất, Lâm Chính Thanh bưng trà lên uống lâm phương cảm thấy nụ cười bây giờ của lâm chính thanh vô cùng dịu dàng ngũ quan anh tuấn như tự phát sáng đến lúc đó mọi thứ có thể trở lại như ban đầu lâm phương nhất thời không hiểu được nghĩ lại thì từ nhỏ lâm di lớn lên ở phúc ninh phải biết mối hôn sự với khang quận vương vốn là của nàng ta cho dù nàng ta không được cũng không nên để người bên ngoài đạt được nhất là lâm di lâm phương kéo tay lâm chính thanh nở nụ cười xinh xắn phu quân nói đúng lắm lâm di sai người chuẩn bị yến hội cho tốt lão thái thái nhánh cả và tiểu tiêu thị đến tam tiền viện thăm chu lão thái thái khoảng một nén nhang sau lão thái thái nhánh cả và tiểu tiêu thị đã quay lại lâm di đứng dậy đỡ lão thái thái nhánh cả ngồi xuống sạp mềm lão thái thái nhánh cả giữ chặt tay lâm di bà cháu hai người cười nói trần doãn viễn mặc áo bảo màu xanh ngọc hơi mất tập trung hỏi câu sau trần doãn viễn mới nhìn lâm di nói quận vương gia có nói chuyện trên triều đình với con hay không bên dưới đều nói muốn trịnh các lão phục chức bây giờ ta ở nhà không nghe được gì sắc mặt lão thái thái nhánh cả nghiêm nghị cứng rắn nhìn trần doãn viễn nếu ở nhà dưỡng bệnh thì phải ra dáng một chút chuyện trên triều đình nên buông thì buông trần doãn viễn muốn nói tại thôi nhíu mày nghe bên ngoài có người nói quận vương gia đã về Trần Doãn Viễn đứng dậy, ta ra tiền viện chờ quận vương ra. Đây là muốn nói chuyện. Lâm Di quay đầu nhìn lão thái thai nhánh cả, lão thái thai nhánh cả thờ ơ nói, cũng tốt, đàn ông các người nói chuyện với nhau. Tới bữa tiệc lần này, mục đích quan trọng nhất của phụ thân là bàn chính sự với Chu Thập Cửu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 310 thương lượng. Tiểu Tiêu thị sợ Lâm Di mệt, đến phòng bếp giúp đỡ lão thái thái kéo tay lâm di trong mắt toàn là ý cười hiền lành cơ thể thể nào rồi nghe mẫu thân cháu nói đứa bé rất thích cửa quậy lâm di hé miệng cười nghịch lắm ạ à? buổi tối lúc ngủ cũng không chịu yên đòi quận vương ra đọc sách mới yên tĩnh lại lão thái thái chi trưởng vươn tay vén lọn tóc dài trên trán lâm di vậy là được rồi dưỡng cơ thể cho tốt tương lai mẹ con bình an là quan trọng nhất Nàng biết, vì vậy rất nhiều chuyện nàng cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý điều dưỡng cơ thể. Lâm Di nở nụ cười, tổ mẫu nói rất đúng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Lão thái thái chi trưởng bị nàng chọc cười rộ lên, cháu xem, đã là người làm mẹ rồi, còn nghịch ngợm như vậy. Lâm Di dựa đầu vào gối lão thái thái chi trưởng, lão thái thái chi trưởng hiền lành nói, cháu đừng lo lắng việc ở nhà, chỉ cần còn bà già này trời không sập được đâu mặc dù phụ thân cháu là một đứa cứng đầu đợi đến khi thật sự từ chức khỏi khoa đảo dần dần cũng sẽ quen thôi dù sao trên đầu còn có tước vị qua vài năm nữa là ca ca cháu có thể phấn đấu đó cũng không phải chuyện hiện tại lâm di gật đầu lão thay thay nhánh cả lại nói quả thật nhà chúng ta có quan hệ sâu xa với nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương bây giờ tránh đi cũng là chuyện tốt lâm di ngẩng đầu nhìn lão thay thay nhánh cả lúc trước quận vương gia đã nhắc tới với cháu, cháu cảm thấy với tính tình của phụ thân rút khỏi cũng tốt. bây giờ hoàng hậu nương nương quản lý hậu cung, còn nhận nhị vương gia làm con thừa tử xét một phía đều là khoa đạo âm thầm giúp đỡ, có hiểm nghi chia bè kết phái. nếu đứng ở một góc độ khác, sau khi hoàng thượng bệnh nặng, cục diện chính trị bất ổn, chính vì khoa đạo mới có thể khiến cục diện chính trị của triều đình có thay đổi. Nếu không phải vì khoa đạo kiên trì, sao phe của Ngũ Vương gia lại thua được, sao hoàng thượng có thể nhìn rõ người bên cạnh? Phụ thân đang cảm thấy hăng hái, khi đang chuẩn bị làm chuyện lớn lại rút lui một cách khó hiểu, nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện. Sự nhiệt tình của phụ thân và sợi dây liên quan đến nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương đã thúc đẩy cục diện chính trị hôm nay, khiến địa vị của Nhị Vương gia và Ngũ Vương gia ngang nhau không phải lâm di không nghĩ tới những chuyện chính sự này chỉ là nàng không muốn nghĩ quá sâu trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi có lẽ ngay từ ban đầu bọn họ đã nghĩ sai chu thập cừu không nghiêng về phía nhị vương gia và ngũ vương gia mà có lựa chọn khác vì vậy mới lợi dụng vây cánh của hoàng hậu nương nương và thục phi nương nương khiến nhị vương gia và ngũ vương gia tranh đoạt vị trí thái tử phe của hoàng hậu nương nương vốn dĩ rất yếu sau đợt thành quốc công làm phản thủy quân được gây dựng tại ở Phúc Kiến và Cấm Biển, Hoàng thượng bệnh nặng. Ngũ vương gia tranh quyền, từ từ lớn mạnh, khắp nơi đều có bóng dáng của phủ Quảng Bình Hầu, đâu đâu cũng có công lao của phụ thân. Mỗi cần lâm gì nhớ tới đều bỏ sang một bên, mọi thứ đã sớm được an bài. Ngũ vương gia xem hoàng hậu nương nương và nhị vương gia là tử địch, tất nhiên sẽ vì thế mà coi thường người ngoài, chỉ khi bọn họ đâu tới lưỡng bại câu thương mới để cho người ngoài thấy có lẽ là Tam Vương gia luôn âm thầm, Trung quy phủ Quảng Bình Hầu là quân cờ trong tay người khác, ván cờ này quá cao thâm, cho dù nàng là người của hai kiếp cũng không thể khiến phụ thân tránh thoát. Nàng từng nghĩ, gả hay không gả cho Chu Thập Cửu cũng là tình hình như vậy, cho dù không trở thành con rể của phù Quảng Bình Hầu, Chu Thập Cửu cũng sẽ thao túng phu nhân. Bây giờ khác ở chỗ nàng là Khang quận Vương phi, trong bụng mang cốt nhục của Chu Thập Cửu, ít nhất chu thập cửu sẽ không để phụ thân chết oan uổng. Nàng từng nghĩ, nếu sớm 10 năm hoặc trễ 10 năm, để bọn họ không sống trong thể cục này, có lẽ nàng không cần khó xử thế này, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ thoải mái hơn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, nàng sẽ nhớ lại đủ thứ chuyện ở kiếp trước. Kiếp trước hoàng hậu nương nương và nhị vương gia mưu phản, ngũ vương gia mang binh thảo phạt phản quân. Chu Thập Cửu và Quốc Cửu ra trói thể từ thành quốc công diện thánh, chẳng những có thể được Hoàng thượng tín nhiệm, mà còn khiến cuộc chiến không thể dừng lại. Bây giờ nhìn như mọi thứ thay đổi, thật ra chỉ là rẽ một cái. Mọi chuyện vẫn phát triển như tình thế lúc trước, chỉ là không biết kết quả sẽ ra sao. Chu Thập Cửu trở lại rất nhanh, thay quần áo rồi đến thư phòng ở tiền viện, tiểu tiêu thị vô cùng lo lắng, hết lần này tới lần khác kêu người dục hai người đến yến hội. Lâm Di cười bảo, hãy còn sớm, để quận vương gia và phụ thân nói chuyện chốc lát đã. Tiểu tiêu thị nhìn sang lão thái thái nhánh cả. Lão thái thái nhánh cả cũng mở miệng, để bọn họ nói chuyện đi, chúng ta dùng bữa trước là được. Tiểu tiêu thị nhìn về phía Lâm Di, có cảm thấy đói bụng hay không? Lão gia cũng thật là, không nghĩ tới Lâm Di là phụ nữ có thai tiểu tiêu thị vừa dứt lời thì có nha hoàn đến bảo quận vương gia dặn bày tiệc đi à bấy giờ tiểu tiêu thị mới thở phào lâm di nhìn về phía cùng mama bày tiệc đi cùng mama ra ngoài dặn bà tử yến hội được bày lên dần dần lâm di và lão thái thái nhánh cả đỡ nhau định đi đã có người tới bẩm báo có người từ nha môn đến bảo quận vương gia qua đó tiểu tiêu thị khẽ giật mình còn chưa ăn cơm mà cũng không thể để bụng rỗng đến nha môn được. Lâm Di dặn dò quản sự, đi nói với quận vương gia, xem xem phải giải quyết thế nào. Quản sự đáp lời rồi đi, mất một lúc Chu Thập Cửu và Trần Doãn Viễn mới đến nơi, sắc mặt Trần Doãn Viễn bất ngờ, Chu Thập Cửu thì tươi cười như thường ngày. Lâm Di vào buồng trong thay quần áo cho Chu Thập Cửu, không thể ăn xong rồi đi hả? Mắt Chu Thập Cửu sáng ngời, cười lắc đầu, bảo là chuyện bố phòng trong doanh ta sẽ trở về sớm." Lâm Di cài nút cho Chu Thập Cửu, tay Lâm Di rời khỏi Chu Thập Cửu, lại bị Chu Thập Cửu nắm lấy, Chu Thập Cửu củi đầu, bên phía phụ thân, ta sẽ đi giải thích. Hẳn Chu Thập Cửu không muốn nàng tham gia quá nhiều. Lâm Di gật đầu, "Vâng, không phản đối, cũng không có những lời gì khác." Chu Thập Cửu không đi ngay mà nhìn Lâm Di một lát, "Nghỉ ngơi cho tốt, không cần chờ ta." Chu thập cửu cao lỗi với lão thái thái nhánh cả, Trần Doãn Viễn và Tiểu Tiêu Thị rồi mới ra ngoài. Trần Doãn Viễn mang theo tâm sự nặng nề, bầu không khí của bữa tiệc hơi trùng xuống. Khi Tiểu Tiêu Thị rời chủ đề đến chuyện Lâm Di mang thai thì không khí mới vui vẻ lên một chút. Mọi người ăn tiệc xong, ngồi trò chuyện. Trần Doãn Viễn thở dài, đáng lẽ ta và Nguyễn Triệt có chính kiến hợp nhau. Nhưng từ khi Hoàng thượng bị bệnh thì đã khác, lần này đề nghị hoàng thượng ra sức chỉnh đốn tôn thất doanh ta đã sớm nói với nguyễn triệt bọn ta đều cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng ai ngờ lại có một lưu thừa lệ xuất hiện ngăn cản muốn từ từ cải thiện tình hình tôn thất theo tổ chế hoàng thượng cảm thấy lưu thừa lệ nói có lý lập tức có người nói ta quá quyết liệt ngay thẳng góp lời không biết nặng nhẹ thậm chí còn có người bảo ta đẩy hoàng thượng vào cảnh bất nghĩa cả chuyện bao nhiêu năm qua triều đại chu không xuất hiện huyết thư cũng lấy ra nói. Kể tới đây, Trần Doãn Viễn cười lạnh, nếu không phải bọn ta dâng huyết thư, chẳng biết trong kinh đã có bao nhiêu người chết đói, tháp vàng cầu phúc cho hoàng thượng được xây đã lâu. Sau này chuyện chính vụ chỉ cần hỏi mấy hòa thượng kia, đạo sĩ chỉ cần nhờ phượng sĩ tới coi bói, không cần ngự sử đến xem nữa. Chỉ cần dính đến triều đình hoặc dân chúng là Trần Doãn Viễn sẽ hào hứng. Khoa Đạo vốn là công thần trong chuyện này, hoàng thượng chẳng những không khen ngợi mà còn xa lánh, cũng là vì có người cầm chặt nhược điểm, kiên trì nói Khoa Đạo đã làm lớn chuyện mới khiến hoàng gia bị mất mặt. Bây giờ từ thái hậu nương nương đến Tôn Thất Doanh, ai mà không hận Khoa Đạo và Quảng Bình hầu đến nghiến răng nghiến lợi. "Phụ thân." Lâm Di gọi khẽ, "Có phải lúc trước khi phụ thân viết huyết thư đã nghĩ chắc chắn phải chết không?" "Phụ thân là huân quý." lại phụ trách sau khoa của đô sát viện. Nếu người khác đã tham phú quý như vậy cũng không dám làm. Bây giờ hoàng thượng nghe lời khuyên bảo, chẳng những kêu tổn thất lấy tiền bạc ra mở liều cháo trong một tháng, còn hạ lệnh dừng tu sửa tháp vàng, đồng thời cho người xét xử bản án tôn thật doanh cưỡng ép mua dụng đất. Án của thường quan văn cũng được xét xử lại. Chẳng những huyết thư của phụ thân có tác dụng, cả nhà chúng ta còn có thể quây quần bên nhau cười nói đã là chuyện hiếm thấy lẽ nào phụ thân thật sự muốn lập công để bạn thương Trần Doãn Viễn nghe thấy lời này thì kinh ngạc nhìn Lâm Di lão Thái Thay nhánh càng nghe đến đó thì càng im lặng hơn giống như đã ngồi thiền Lâm Di nói phụ thân lúc ở Phúc Ninh người cũng đã nói đời này nếu có thể lật đổ thành quốc công là đủ bây giờ cục diện chính trị rối ren chi bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang có lẽ đó mới là lựa chọn tốt nhất cho nhà chúng ta Nói xong, nàng dừng một chút, nếu phụ thân chắc chắn có thể đỡ nhị vương gia lên ngựa, con gái cũng sẽ tìm cách chu toàn với quận vương gia. Chỉ là, sau này nhà chúng ta phải thay đổi, không thể giống như bây giờ nữa. Nếu thua thì phụ thân phải gánh cái danh loạn thần tặc tử. Nàng nói đúng tình hình thực tế, ngay từ đầu phủ Quảng Bình Hầu đã không muốn ủng hộ nên mới có tình cảnh như ngày hôm nay. Sắc mặt Trần Doãn Viễn càng ngày càng u ám lão thay thay nhánh cả mở mắt, Lâm Di đã nói rõ ràng, Quảng Bình hầu nghị xong chưa? Trần Doãn viễn nhíu mày, hồi lâu sau mới nhìn lão thay thay nhánh cả, nhi tử nghe lời mẫu thân. Lão thay thay nhánh cả nói, ta biết con không cam tâm tình nguyện, lúc này ta cũng không ép con, con tự suy nghĩ cho rõ ràng, cả phủ Quảng Bình hầu cũng phải có chuẩn bị kỹ càng. Con cũng biết hiện tại trịnh các lão đã về hưu ở nhà, hoàng thượng có thể phê chuẩn tấu chương của con để con ở nhà nghĩa là có phần không ủng hộ cách làm của con lòng con đã nghiêng về phía nhị vương gia cúc làm việc khó tránh khỏi sẽ thể hiện ra ở khoa đảo thật sự quả dễ thấy tương lai hoàng thượng trách tội chi bằng nhân cơ hội này bỏ xuống chủ ý của đàn bà trẻ nhỏ bọn ta chưa chắc đã tốt nhà chúng ta cũng có mấy thể giao bây giờ con rảnh rỗi thì đi xung quanh nghe thử chủ ý của mọi người cũng tốt về phần bên phía quận vương gia, cũng không phải do một mình quận vương gia quyết định, chính kiến của con không hợp với quận vương gia, chưa hẳn đã là chuyện xấu, đỡ cho tương lai xảy ra chuyện liên lụy tới tất cả mọi người. Khi thể của Trần Doãn Viên yếu đi, Nhi Từ đã hiểu, ông nhìn Lâm Di muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn xuống, trước khi đi mới dặn dò Lâm Di, chăm sóc bản thân thật tốt, thuận lợi sinh đứa bé ra, tổ mẫu và mẫu thân con đều to lắng cho con phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn